Đừng... không thuộc lời. Vì một giả thuyết tình yêu được tô hồng, nồng nàn dịu bước đưa em vào tình không, là một ai khác thay cho em đúng không? Bầu trời này từng gặp nắng đến khi ra rơi. Cũng này anh Vũ Thịnh hát hay. Anh Vũ Thịnh vocal hơi bị căng nha mọi người. Thì nó giúp không hát được khúc đó. Baby, hãy cứ lướt ra khỏi tâm trí anh đi. Đừng nghĩ anh thích những thứ tình yêu bên đi. Hôm nay giọng dở rồi mọi người. Hẹn mọi người hôm khác đi. Nói chung hôm nay cũng muốn tri ân mọi người bằng cách hát hát vui, hát giải trí rồi này kia mà giọng hư rồi. Sorry mọi người. Cầm theo cà phê xí, anh rồi lấy tay mình xoắn được tay người đứng ngoan xoắn được cái kia đưa đưa nghĩ đi nghĩ đi. À, cái gì? Bài Catch Me là có à. Thật ra bài Catch Me là ban đầu là anh Quang Hùng ảnh là người feel melody trước, ảnh feel cái melody thì đó, thì Negip dựa trên cái melody đó để phát triển thêm. Thật ra thì lúc đó ảnh feel cũng feel chơi cho nên là Negip sửa thật sự cũng đa phần là rất là nhiều sửa nhưng mà chủ yếu là vẫn giữ lại cái đó, tại vì cái đó là cái quan trọng nhất của bài, cái câu kỳ rất là đặc biệt đó. Rồi xong rồi Negip viết lời rồi anh Nicky với lại anh Công Dương cũng phụ viết luôn. Trời ơi, cái nhóm tôi gọi là anh em mà xúc gì gọi là gì ta, tuyệt vời, xúc chúng, đúng vậy, ai cũng viết được hết. Mặc dù nha, anh Công Dương, câu chuyện anh Công Dương rất là dễ thương luôn. Thật sự anh Công Dương là người Nicky rất là quý, là tại vì ảnh không có biết viết rap, ảnh không biết viết nhạc, thì nhưng mà cái lúc mà ảnh còn ở trong team Hào Quang á, là anh đã